Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu khai báo y tế bằng mã QR code. Cảnh báo nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những ngày vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch bệnh, sử dụng mã QR code khai báo y tế. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị theo thẩm quyền quản lý chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch bệnh, sử dụng mã QR code cho đơn vị mình tại địa chỉ tờ khai y tế vn bao gồm các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cảng vụ, nhà ga, bến tàu, bến xe, phương tiện giao thông công cộng. Các đơn vị thực hiện in và dán hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code, đồng thời kiểm tra ra vào cơ quan đơn vị hàng ngày đối với khách đến và đi qua mã QR code khi sử dụng một trong các phần mềm như tờ khai y tế Bluezone. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp vận tải triển khai lắp camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải đúng thời hạn theo Nghị định 10. Nghị định số 10 năm 2020 của Chính phủ quy định lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ trở lên, xe container, xe đầu kéo nhằm giám sát hành vi của người lái xe, giám sát tình hình an ninh trật tự trên xe và bảo đảm an toàn giao thông. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tiếp tục tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc hiệp hội thực hiện theo đúng lộ trình trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này khi ra đường, người dân áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa tác động của ánh nắng và nền nhiệt độ cao tới cơ thể. Tuy nhiên, việc sử dụng trang phục chống nắng không đúng cách lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Những ngày vừa qua, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 38 độ, cộng với hơi nóng từ đường nhựa làm nhiệt độ có thể lên đến hơn 40 độ. Nắng nóng không chỉ tác động đến hầu hết các giác quan của con người gây nên tình trạng mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý khi tham gia giao thông. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, số lượng người tham gia giao thông vi phạm các quy định về chất tự an toàn giao thông gia tăng. Cùng với đó, nhiều nguy cơ xảy ra sự cố và tai nạn giao thông do người dân sử dụng các biện pháp chống nắng không đảm bảo an toàn giao thông. Với chị em phụ nữ, để bảo vệ làn da và chống chọi với cây nắng nóng oi bức, váy chống nắng là vật dụng vô cùng tiện ích. Tuy nhiên, những chiếc áo chống nắng chùm kín mít đã làm hạn chế khả năng quan sát, xử lý tình huống khiến nhiều chị em phải đối mặt với nguy hiểm khi tham gia giao thông. Mỗi khi thời tiết nắng nóng này thì tôi phải che chắn cẩn thận đấy ạ, ra đường phải mũ nón và khẩu trang, găng tay đầy đủ ấy ạ và tầm nhìn khi mà tham gia giao thông cũng rất là khó nhưng mà vì vậy nên là buộc là mình phải cố gắng đấy ạ, cố gắng khắc phục ấy ạ, hạn chế bớt cái thời gian mà ra ngoài khi thời tiết nắng nóng này ạ. Theo tôi tôi nghĩ là nên che vẫn phải che để cho nó đảm bảo nhưng mà che làm sao cho nó gọn nó đung lẹt xòe quá đó. ví dụ như là những chị phụ nữ thì tốt nhất là cái áo choàng lên là nó gọn bó sát một chút chứ nó có lẹt xòe ở dưới chân như vậy là hơi khó đi lại mất an toàn mất an toàn cái việc mà che chắn nắng hiện nay thì tôi thấy là nó rất là nguy hiểm một đấy là nó không đảm bảo cái sự quan sát của của người tham gia giao thông bởi vì là chị đặc biệt là chị em bịt thì là từ trên đầu xuống đến chân kèm theo là hai cái phía bên mắt rồi đeo kính kèm theo nữa là cái làm giới hạn cái khả năng nghe khi mà các cái phương tiện đằng sau giao thông đi đường sau đến thì cái việc này nó tôi nghĩ là nó hoàn toàn là mất về an toàn giao thông. Đặc biệt để trốn nắng, không ít người điều khiển phương tiện giao thông còn lạng lách phóng nhanh vượt ẩu, thậm chí vượt đèn đỏ hoặc đi lên vỉa hè. Nhiều người điều khiển phương tiện tự ý dùng tại các bóng cây ven đường, dù vạch dừng đèn đỏ còn cách đó khá xa trước những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết nắng nóng. Để phòng tránh các nguy cơ tai nạn giao thông có hậu quả đáng tiếc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng các trang phục chống nắng gây hạn chế tầm nhìn, sử dụng kính dâm khi đi đường, nên giảm tốc độ tại các điểm giao cắt, tuyệt đối tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.